Rồi em xin chào cô chú anh chị mình ha. Thì nay nhà vườn lên giao lưu với cô chú anh chị mình tùng lá hán hàng mini nha cô chú anh chị. Cây siêu dài. Và cây cốt to nè. Đem xây về dòng cô chú anh chị mình xem ha. Rồi em sẽ báo thông số mã số 1 nha cô chú anh chị. Phơm tàn nó bệnh phơm này. Cây cho lọc non, cây đang phát triển rất là tốt luôn ha. Thì này cũng đang có phần hữu cơ nhẹ nha cô chú anh chị. Dạ cây lắm rồi. Nó mini mà nó già. Tuổi đời của nó nhiều rồi. Đây, đưa gần coi chứ anh chị coi đường thân mặt trước với vàng đế nè. Rồi vàng xương bên dưới là cốt cành to nha cô chú anh chị. Cốt to ha. Phơm đây. Mịn phơm ha. Rồi để em xây một hai dòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 1 nha. Hoành gốc nó đây, hoành gốc nó đây là 5. Cái chiều cao của cây là 22. Tay ngang nó là 33. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. 350k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là một cây tùng la hán mini luôn nha. Cái này nó có cái củ. Có củ này nè. Đó, thân cốt cành to gục gạch luôn nè. Em xây dài dòng rồi em sẽ báo thông số mã số 2 nha cô chú anh chị. Phơm tàn về chơi tỉa vài lần nữa nó bệnh phơm này nha. Vì cô chú anh chị có hai chậu chờ tầm 10 ngày nữa nha. Rồi mình ép chậu nó ha. Cho đang có phân hữu cơ nhẹ. Đưa gần cô chú anh chị coi củ mặt trước nè. Củ to luôn á. Quái luôn á. Rồi mặt sau đây. Xương bên dưới này cốt cành to nè. Phơm nè. Bây giờ tỉa chơi một vài lần nữa là nó dày phơm ra nha. Thấy cái tùng mini này, vậy cái độ già của nó là dữ lắm già. Xịt ra đỏ tươi luôn á. Rồi để bây giờ em báo thông số của mã số 2 nha. Đây cái hoành gốc nó đây. Hoành nó đem đôi được là 6 nha. Hoành là 6. Chiều cao của cây là 26. Hết tán. Hết tán của nó là 36 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. 350k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 có một cây tùng la hán mini luôn nha. Cây phơm tàn mịn. Thân lắc rất là đẹp nha. Để em xây dài dòng em sẽ báo thông số mã số 3 nha cô chú anh chị. Đó. Hàng già cây ha. Phơm mình về tỉa một hai lần nữa cũng đầy đầy lên nha cô chú anh chị. Này, cái đế mặt trước cái này, đường thân này, cái già cực kỳ cực kỳ già. Già cây cốt to này, phơm mịn phơm ha. Về tỉa vài lần nữa nó dày phơm lên nha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 3 nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 3 nha. Hoành gốc nó ở đây là 5. Chiều cao của cây là 27. Hết tán ngang của nó là 40 nha. Thì mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. 350k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 4 nha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 cũng là cây tùng la hán mini luôn nha. Cây đang đơm lọc non ra nhìn nó xanh mướt luôn. Quá tuyệt vời. Mịn phơm. Củ đế to luôn. Cây này già dữ lắm. Già cây cốt cành to luôn nha. Cái này nó mini mà nó già dữ lắm nha. Để em xây vài dòng em sẽ báo thông số của mã số 4 nha cô chú anh chị. Đem đưa gần cô chú anh chị coi củ nè. Củ to nha. Rồi mặt sau đây. Xương bên dưới đây. Cốt cành to luôn nha cô chú anh chị. Phơm này, nó mịn phơm ha. Rồi, để em xây vài dòng nữa em sẽ báo thông số mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ em báo thông số mã số 4 nha. Cái hoành gốc nó đây. Hoành gốc nó đây là 4. Chiều cao của cây
chiều cao của cây là 23, hết tán ngang của nó là 39 nha. Thì mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. 350k là nhà mình ship cho cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 5 nha. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5 cũng là cái tùng hán mini luôn nha. Thì dáng cũng là lạ. Để em xây về dòng em sẽ báo thông số mã số 5 nha. Này cũ cũng to nha cô chú anh chị. Ok này nó già. Mấy cái này về mình làm tiểu cảnh ha, mỗi lần đá gì hấp. Nó cái độ già của nó có làm nó... là mấy cái cẩm ha, bỏ lên đá đã lắm. Đây, đem từ gần của chú anh chị coi cũ mặt trước này, rồi mặt sau này, đường thân này, già cây lắm rồi chú anh chị. Xương bên dưới này, phơm nó đây. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 5 nha. Hoành gốc nó đây là 6,5, em tính 6 thôi, hoành gốc là 6. Chiều cao của cây là 32. Hết tán ngang của nó là 53 nha. Thì mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. 350k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Mã 6 của mình cái tùng đại hán mini luôn nha. Cốt cành to nè, đường thân nắt ha. Đem xây về dòng này em sẽ báo thông số của mã số 6 nha. Form khá mịn nè ha. Già cây lắm nha cô chú anh chị. Đây đem từ gần cô chú anh chị coi, đường thân nắt nè. Cốt cũng to luôn nha. Mặt trước rồi mặt sau nó đây, phơm nó trên này. Rồi để em xây một hai vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 6 nha. Quá tí già, già cây lắm nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 6 nha. Quanh thân nó đây là 5. Chiều cao của cây là 28. Hết tán ngang của nó là 52 nha. Thì mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. 350k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Thì mã số 6 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.